thấy nó nhảy nhảy sát dễ đến từ một suốt bao rồi. Vâng, em biết rồi. Hơi ngửa ra tí như này nữa. Hơi cái nó tù xa lắm mà thích đánh cả gì cũng chết. Vì cái mặt kia mình lại không kia nữa. Thế mình kia thì không sợ. Nhưng mà kia thì... Đấy, này, nó suốt cái đấy chán rồi đó, được nó phải suốt sang mặt kia. Không. Nó đang một giống. Đấy, rồi đấy. Con đang bay sang rồi. Cứ bay đi với lại bắn kiểu đấy đi. Tôi kia là thấy được. Nhất trong cái loại thấy được cái chỗ này. Bởi vì mặt trong là nó bay rồi. Anh ấy bãi kéo hết trong cái này. Cái ông dưới này bị chỗ kéo đấy. Anh cũng treo các bụi này rồi. Các bụi. Thế là bắt buộc kéo. Em đi vào đánh đồ hòa bình hơn mấy cái điểm ở trong rừng nó toàn treo sân dạy đá ấy. Kéo kiểu này thì nó bắt buộc đánh vào mặt, mặt tự mình. Tôi đi xuống đây. Đây là chỗ đi. Kỳ thuộc nó gần gần. Đằng xe mình. Ui dồi, đường sút. Sút. Cô đứng ngay sẽ trả thế nào lên nhỉ? Cái mặt kia tí này nhỉ? Cái dây này. Nó mang men cái dây giữa này này. Đấy. Dây giữa đấy nó sút được nhỉ? Đấy. Đấy. Nó lại sao? Xanh bám sát rồi nó đang chạy xa rồi.